cơ sở thì địa chỉ ở Cẩm Khê Phú Thọ cơ. Tuy nhiên cái sản phẩm này là làm cho anh Dũng ở tận Lạng Sơn, anh rất tin tưởng cơ sở và chọn mua cái bộ bàn thờ này. Tận Phú Thọ cách chúng tôi chắc tầm hơn 200 cây số gì đó quý vị ạ. Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào bác nhé. Hiện tại đang là buổi chiều của ngày 26 tháng 12 năm 2020. Và hiện tại thì chúng tôi có hoàn thiện xong một chiếc bàn thờ án gian bằng chất liệu gỗ Mita. Và đây là một sản phẩm làm theo đơn hàng của anh Dũng ở tại Tô Hiệu, Bình Gia, Lạng Sơn. Đó thì trước khi chúng tôi vận chuyển cũng như là bàn giao cho anh thì tôi có quay lại một cái video clip để gửi lại anh. Đấy, vì trong ngày mai thì chúng tôi là sẽ cho anh em là bàn giao cho anh. Thì tôi sẽ gửi trước cho anh cái video clip để anh xem trước cái sản phẩm của mình. Đây là một chiếc án gian thờ bằng chất liệu gỗ Mita. Có kích thước là chân 12. Đó, và đục chạm theo mẫu là mẫu như ý quý vị nhé. Như ý. Và cái này gọi là còn gọi là triện tàu lá rát quý vị này. Triện tàu lá rát này. Đó, chính giữa là có rơi cắt chữ thọ. Có 5 con rơi. Hay còn có tên gọi khác là bàn thờ ngũ phúc, bàn thờ ngũ phúc hoặc là ngũ phúc lâm môn. Còn trên cổ này thì có được chạm là cuốn thư, bốn xung quanh thì được chạm là bốn cạnh là tứ quý, tùng trúc cúc mai. Đó, cả bên đốc này nữa. Bên đốc này thì có chạm là sen long quy. Đây, một chú rùa hóa thân cây sen. Và cũng là chạm như ý. Cổ là cổ triện gấm chữ vạn, bao lan đây. Bốn góc bao lan là rồng hóa này. Rồng hóa triện này, cũng như là phần mặt này. Mặt gỗ mít và chúng tôi làm rất là căng, đẹp. Gỗ Mita vị nhá. Gỗ Mita Phú Thọ. Đây thì chiếc bàn thờ này kích thước là 1m97 và sâu là 87, cao là 1m17. Kích thước là rất là nhỏ gọn, đi kê vào không gian phòng thờ. Cũng như là cái mẫu này nó đục chạm hoa văn đục nền như thế này thì quý khách sử dụng thì là trong quá trình sử dụng thì chúng ta vệ sinh nó rất là dễ, vệ sinh rất là dễ. Thì sản phẩm đã hoàn thiện rồi, rất là chắc chắn rồi. Rất là chắc chắn rồi. Thì tôi cũng chỉ quay lại một video clip ngắn như vậy thôi để gửi lại anh Dũng thôi. Còn mọi người nào có nhu cầu thì có liên hệ trực tiếp xưởng đồ gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987 510 806. Website là đồ gỗ tùng8.com này. Cơ sở thì địa chỉ ở Cẩm Khê Phú Thọ cơ. Tuy nhiên cái sản phẩm này là làm cho anh Dũng ở tận Lạng Sơn quý vị nhé. Anh Dũng ở tận Lạng Sơn cơ. Anh rất tin tưởng cơ sở và chọn mua cái bộ bàn thờ này. Tận Phú Thọ cách chúng tôi tầm hơn 200 cây số gì đó quý vị ạ. Gần 200 cây số gì đó. Đó, anh rất tin tưởng và anh đã đặt hàng chúng tôi từ xa. Đặt hàng online đấy. Ok mọi người nhé. Mọi người đừng quên bấm like và đăng ký kênh để cập nhật được những video clip khác.